Ấy, anh em mình vừa kiếm được cái chum đấy, vừa phải đi cắt để tạo thành một cái gọi là lò kiểu như ở trên Tây Bắc ấy, người ta đó đấy. Chứ còn nếu mà thả than vào đây mà cho ga vào úp vào ấy, thì nó không có không khí là nó sẽ tắt. Đúng rồi. Cái chum anh em mình phải đi kiếm cái chum cổ, chum cũ ấy, thì nó kiểu nó sẽ gà nó sẽ ngon hơn vì nó không có mùi mới nữa nhá mọi người nhá. Bây giờ mau đệ ướp gà đi. Ok, để ép ướp nước ướp thần thánh thôi. Đấy, mau đệ đây mày ướp gà đi để tao chế chỗ để chung nhá. Đây nè. À, ướp xong rồi đấy này xong lấy cái này chọc vào cho nó ngấm gia vị. Xăm mình cái gì? Rồi xong rồi đút cái này vào trong. Đút xả vào trong. Đấy. Đấy. Còn mình sẽ đi làm cái lò. À, làm cái chỗ để mình nghĩ là anh em mình sẽ chế biến món ngon hơn ở trên bản người ta làm đấy, tại vì anh em mình chế gia vị ngon lắm. Ngon hơn. Anh mình học lỏm. Hơi bamboo. Rồi lại còn lấy đũa nữa, đĩa nữa. Thế mày đeo găng tay làm cái gì? Chà dần dần. Các bạn có cảm thấy kích thích chưa? Trời, mông má này. Đúng rồi. Đúng rồi. Chọc lấy cái kia chọc của nó ấy. Thì nữa không xăm. Cái chum này vừa, cái bát này nó vừa kia không này. Đít chum hình như hơi đấy rồi. Hey Bambo. Ây xa. Ôi chân chặt tuyệt vời mọi người ạ. Đấy, bây giờ mình xăm cho nó mọi người ạ. Xăm để cho nó ngấm gia vị. Ngấm gia vị. Đấy. Chọc rồi đấy. Đã tay. Chọc lại xoa bôi gửi vô cái ức ấy. Có mày đã bôi vào trong lớp nào chưa? Có. Ở trong bụng ấy. Có. Xăm thế này là mình ngấm gia vị mọi người ạ. Ăn nó có vị ngon. Ngon lắm. Hơi khó là. Đấy. Ưng chưa. Ui trong này nóng lắm mọi người ạ. Chắc là anh em mình nhanh được chén thôi. Mà nó chín đều rồi nhỉ. Quanh nè. Hôm nọ lên trên kia được ăn món này ngon thôi. Vì nghiện đấy. Gà nướng lu một em nhá. Đó. Đấy. Sẽ không để cho nó sát vào cái thành này, tại vì nếu mà sát vào cái thành nó sẽ bị xém hoặc là nó sẽ bị một cái gì đấy. Cháu ngóc vào cái thành. Ai mà không có cái than củi như anh em mình thì dùng cái than tổ ong. Điên. Cũng được ấy. Người ta dùng than củi đấy, không phải than tổ ong đâu. Đấy là than củi à? Ừ. Ai đi dùng than tổ ong thì nướng gà lắm. Cháu cho vào chậu để cái này trong nhà trong sưởi luôn được mọi người ạ. Dài quá. Ui, mình nhét xả thế nào rơi cả xả ra ngoài này. Nó còn mắc đây ở trong á, nhiều lắm.
Rồi, bây giờ sẽ là vấn đề thời gian nữa thôi nha mọi người nhá. Ok luôn. Riêng cái lò này của anh em mình sẽ phải chứa được 4 con cơ, không phải 3 con nữa, à không phải 2 con như này nữa. Phải tầm 4 con. Đây mà có một dàn chuột mà gác bếp nhỉ. Ờ. Ui giời, đỉnh luôn đấy. Hôm nào? Hôm nay anh em mình đi đuổi về xong được nhiều trong sấy xong để lại xong nấu canh nhỉ. Đấy, bây giờ là vấn đề chỉ gọi là thời gian. Đấy, bây giờ anh em mình thôi chả có gì đi chơi cả, đi vào nhà. Ở nhà đỡ. Xin lửa. Được khoảng tầm 30 phút thì nha mọi người nhá. Đấy. Cho mọi người xem cái lò của anh em mình như thế nào nhá. Đây. Wow. Bỏng quá. Wow. Đây là nhìn vào cái lò này không khác gì ở trên Tây Bắc nha mọi người nhá. Đấy, thấy chưa? Thấy sủi chưa? Sẽ lấy một con ra thử xem nào. À, nóng quá. Wow, cũng khá là tuyệt vời nha mọi người nhá. Wow. Ui giòn thế. Da nó giòn lắm mọi người ạ. Bây giờ sẽ khả năng là phải quay cái mặt này nó ra ngoài để cho nó chín, còn cái mặt này đấy rồi. Để tí nữa mình sẽ cho nó chín hẳn để quay nó ra nhé. Wow. Tình hình là đói lắm rồi mọi người ạ. Hai thằng chồng như kiểu có xong tát ao rồi. Đấy, bây giờ lúc nãy mình phải lộn lại để cho tại vì cái chung của anh em mình không được như chung ở trên bản chung thon thon ấy của mình, nó lại phồng ra quá, thế nên là phải gọi bỏ ra cho mọi người xem cái nói nhiều lắm. Ôi à, ui anh ơi đẹp lắm. Đây nhá mọi người nhá. Khá là. Ôi anh ơi, anh chưa bỏ đuôi à? Sao lại bỏ đuôi? À xả gì lông đuôi ấy. Ui. Wow. Nhìn nó xanh, nhìn ngon chưa? Wow. Phê chưa mọi người? Ui cho ba chén đấy. Từ từ mày lấy tao con dao nhọn tao thử xem nó chín chưa ấy. Rồi, em xăm nó nhiều mà. Tuyệt vời mọi người ạ. Xem con này xem tuyệt vời không nhá. Ui con này đẹp chứ. Con này làm khói hơn dao thôi. Đây. Lời. Con này ngon, em chọc đó. Em thử nghiệm nhá. Chín. Ui, chín đẹp luôn. Tại vì sao? Nó chín tới như thế này nó mới ngon này. Đấy, thấy chưa? Nó không bị xem khô con này nhá. Mà không đỏ một tí nào luôn nhỉ. Ui giời. Chén. Khi mà cái món gà của anh em mình thì nó thật sự là nó không được màu nó không được đẹp như gà nướng ấy. Nhưng mà đây là gà nướng lu nên là anh em mình nghĩ là nó sẽ ngon đấy. Anh ấy xéo luôn đi em một cái đùi đấy. Đùi á? Thèm lắm rồi đấy. Thèm lắm. Đây là quá trời chưa. Đói lắm rồi. Mày thích ăn con nào? Nâu con này lâu. Con này? Con nào cháy vào. Đôi. Đùi con này gì? Bảo như một cái okay. Này. Wow. Ui. Wow. Đói. Chín hết nha mọi người nhá. Dù bàn chân đây. Đây. Dù bàn chân anh bước mà lòng sao trắng rời. Và tất cả mọi người nhá. Thế nào? Đói quá. Mời mọi người nhá. Ngon. Ngon lắm mọi người ạ. Trời lạnh này ăn gà nướng đỉnh cao. Nó tuyệt vời theo kiểu nó khác vị gà nướng than kia lắm nhá. Đây nó vừa nó có sức nóng của đấy là có vừa có kiểu như mùi than ấy. Ai mà đang ngồi đó mà nhìn anh em mình đừng chửi mình nhé. Mình xin lỗi, mình thưa. Ai mà không có thời gian thì nên làm món này khoảng nó đấy xong rồi đi làm về trưa ăn là đẹp. Anh em mình vẫn chưa đủ
chưa đủ thời gian đâu, nhưng mà mũi dao mổ tháng đủ thời gian phải tầm tầm 2-3 tiếng nữa để cho nó chín hẳn, nó gọi là khô, không phải khô như kiểu thịt gác bếp mà chín đẹp thì ngon đấy. Đó. Thế ngon rồi, khô quá thì nữa mất vị ngon. Đấy là tùy tùy mọi người thôi. Tuyệt vời. Gà lâu ra rồi. Trong tủ cho em ơi. Thật được, cứ ngon là được. Nhà mày hay giờ để ra trong tủ sợ tỏ lắm. Wow. Gà trong tủ cho gió. Mình phải lấy cái nước này cho chảy vào đây xong chấm này. Mình đập là ngon này. Ê. Đấy, đấy. Chuẩn bài đấy. Đấy. Đấy, đấy. Cả ngon này. Gà chó là gà chó thế nào? À, cái màu của nó nhá, nó vừa có cái màu khói, nó lại vừa có cái màu màu của gà nướng. Đấy, kiểu kiểu nó như thế. Thật ra anh em mình cũng học leo ở trên Tây Bắc về đây thôi. Hôm Sapa ấy, anh em mình lên chơi đấy. Học leo thôi, hôm nay thử cái món này xem. Gà nướng bản. Tuyệt vời luôn. Vì sao mọi người biết vì sao anh em mình thích ăn gà công nghiệp không? Thứ nhất là nó mềm, thứ hai là nó làm nó nhanh chín hơn những cái con gà như kiểu gà ta á. Nó như thịt. Này, có ai ăn giống thịt mềm không? Cái cả mùi trong này nó nắng tỉa. Còn cái con gà mút. Còn gà trọi ấy, thì nó ngon được, ngon một kiểu khác. Còn gà này ngon kiểu khác, gà ta ngon kiểu khác, mỗi người thích một vị. Hay do anh em mình ăn chán gà trọi này mới chính nhỉ? Em vẫn thích. Gà trọi xà xà ừ. Thì gà trọi dài, ngon. Gà công nghiệp thì nhưng mà anh hạn chế thích gà trọi của em đi nha. Cắt tiết đấy. Đấy, cho ăn gà trụ cho tí tiết này. Hả? Khó. Ăn đấy. Ăn trộn ăn cắt mà không biết bây giờ tao không ăn trộn ăn cắt nào. Anh ta mới chỉ bảo em ấy. Anh ta chỉ bảo em ấy. Nhà nhiều, nhà có điều kiện lại đi. Ơ, thế sao anh không chỉ cà ta? Cà ta ăn không ngon. Không ngon anh đi mua. Mua gà trọi không, mình đi mua thì nó thứ nhất là chất lượng và thứ hai là không uy tín. Tuyệt vời. Thì thỏa ăn gà nướng rất là ngon đấy mọi người nhé. Gà nướng lu nó hay kiểu này đấy. Còn là mình nghĩ hay là anh do anh em mình chưa biết kỹ thuật nướng, chưa biết kia thì nên là màu nó như thế này nhỉ. Buồn mình thấy ở trên mạng ấy, người ta nướng gà nướng lu cái kia nhìn rất là đẹp. Hay là họ cho ra ngoài nướng xong lại đút vào lu quay. Không phải đâu. Chắc là nước ướp của người ta nó đẳng cấp hơn. Sao anh lại chế nước ướp đẳng cấp hơn nữa cơ? Phải do là cái gà của anh em mình thốc lửa quá. Vội ăn quá. Cứ mùa đông này là nướng cái gì cũng ngon. Quá tuyệt vời luôn. Ui đưa sao đấy? Chém ăn nướng. Nướng này nó làm mỡ rồi nè. Làm mỡ xong rồi nó chảy bớt mỡ rồi nè. Ui xòa. Ra. Mình, xin phép mọi người mình thực hiện cái ước mơ của anh em từ nhỏ. Ước mơ ngày xưa hay xem phim kiếm hiệp này là thứ nhất này. Xem phim Trung Quốc là thứ hai này, hay như kiểu Hồng Thất Công ấy, ngày xưa ở trên đỉnh núi ấy. Đó, thế này này. Nhưng mà được cậu cả con. Chờ ăn. To quá. Ăn theo đúng kiểu cái bàn. Nào, cho mày một cái đít. Tao sẽ ăn một cái đít bên này. Dù cái. Nào. Anh từ từ bỏ sát ra.
Nào, 1, 2, 3. Dô! 100% nhá. Quả đít này ngon hơn. Ngon. Có mùi xả. Thơm hơn. Đúng rồi. Ăn đúng kiểu vào cái bàn như thế này. Tại cái bát của anh em mình nhỏ quá nên mình phải mới muối ra. Cho em gặm cái bờ mông bên trái. Tuyệt vời quá. Mọi người bấm nướng nào. Gai nướng phải thật béo nhá. Mọi người nhá. Gai nướng phải thật béo. Mọi người mà muốn nướng gà nướng nước cứ làm theo như kiểu anh em mình ạ. Rất là ngon. Nếu mà không có lu, không có đấy thì có thể kiếm một cái gì đấy như kiểu thùng chẳng hạn, thùng phi nhưng mà là đấy như anh em mình hay nướng ấy. Rất là ok mọi người ạ. Tuyệt vời luôn. Bắn đi đấy. Ngon chưa? Tuyệt vời chưa? Phải có da, lớp thịt rồi. Wow, cả da cả thịt. Tuyệt vời luôn. Wow. Ngon. Gặm thì lại không chấm được. Đây là ướp, mình ướp hơi nhạt. Đúng đấy. À. Mọi người biết nước chấm thì cứ muối muối chay ớt tiêu rồi. Nha, cái phần này mọi người đố mọi người biết giống cái phần gì nhất. Ui à. Đấy, thấy chưa? Mọi người biết giống cái gì không? Đố mọi người biết giống gì không? Điều. Không, điên à. Đây, giống mà càng cua hoàng đế. Ừ, trắng bông rồi luôn. Bông luôn nha. Anh tưởng cho em xin được.